Đó, vậy là mình đã xong nhá. Xong hai ý đầu tiên. Đấy không? Tiếp theo là ý số 3 ấy, thì nó nói độ tin cậy. Thì bây giờ mình sẽ học nhá. Đấy là cứ nói độ tin cậy thì mình sẽ làm bài toán ước lỗ khoảng và mình sẽ học cách làm nó, được không? Còn đề kỳ hè thì có mỗi một câu thôi, đấy trung bình như này thôi. Còn các câu sau đều là ước lượng khoảng với kiểm định rồi. Đấy thì mình sẽ học tiếp về ước lượng khoảng. Thế như sau. Ước lượng khoảng gặp hơi bị nhiều luôn. Đấy. Thấy chưa? Thì làm sao? Dấu hiệu nhá. Cái dấu hiệu của mình là gì? Đề cứ cho độ tin cậy thì 100% là ước lượng khoảng, được chưa? Cứ cho độ tin cậy thì 100% là ước lượng khoảng. Thế em thấy là gì? Đây, rất nhiều câu cho độ tin cậy nhá. Mình sẽ xác định đi, rồi mình làm với nhau. Tí mình làm với nhau. Thì mình xác định trước này. Anh sẽ khoanh màu đỏ nhá. Đây, câu nào nói đến độ tin cậy? Em nhìn giúp anh. Có 3 có Có. không? Có độ tin cậy, chắc chắn là ước lượng khoảng. Tí mình sẽ cùng làm này. Tiếp theo, câu 4 có độ tin cậy không? Có. Ok. Câu 5 cũng 5 có. có độ tin cậy không? Có luôn. Hết. Cái đề ngày 7 tháng 7 này nó có một cái là gì? Nó sắp xếp cho mình ấy, những thứ tự luôn. 1, 2, 3, 4, 5 là về ước lượng. 6, 7 đây. 6, 7, thật ra trong 6, 7 nó có 3 ý với 2 ý là 10 ý đấy. Cũng là 5 ý đấy. Đúng không? Vâng. Thì 5 ý này là về kiểm định. Nó sắp xếp cho mình theo đúng thứ tự. Còn nhá, cái đề kỳ hè nhá, mình xem này. Đấy, ngay từ cách sắp xếp nó đã ối rồi rồi. Nhìn này. Câu 2 nhá, câu 2 có Có không? Câu 3 có không? không Chắc không? câu ba là nó hỏi mình độ tin cậy bao nhiêu, nó Ừ. không cho trước thôi. Nói chung là cứ nhắc đến độ tin cậy, anh đã bảo mà. Cứ nhắc đến chữ đó. Chứ anh đâu cần bảo là Thì nó là có cho không. ok. Cứ nhắc đến chữ đó thì 100% mình làm ước lượng khoảng. Mà thế cho nhanh. Vậy đây là gì? Vâng. Độ tin cậy. Nó cứ nhắc đến độ tin cậy rồi. Thì cũng là ước lượng khoảng luôn. Đấy. Tiếp theo còn câu nào nữa? Bởi Câu 7. Độ tin cậy đúng không? Nói độ tin cậy chắc chắn ước lượng khoảng. Câu gì nữa? câu tám Ừ, câu 8 với độ tin cậy như này đúng không? Đấy lại độ tin cậy lại là ước lượng khoảng, được chưa? Đó, ngay ở cách sắp xếp mình đã thấy nó như nào rồi đúng không? Cũng là 5 ý thôi, nhưng mà nó lại 1 2 3 7 8. Đấy. Thì nó không sắp xếp đấy, ngay từ cách sắp xếp mình đã thấy nó khoai hơn rồi đúng vâng. không? Tí nữa mình cũng sẽ thấy mấy câu này nó sẽ khoai hơn. Ok. Thì xong nhá. À đâu, chưa xong. Mình xác định được là nó là câu ở chương này thôi, quên lại bảo xong rồi chứ. Rồi. Thì đây bây giờ mình sẽ cùng học kiến thức để mình làm cái phần đó. Đấy, à đây, có N là cỡ mẫu nhá. Thì độ tin cậy này, độ tin cậy phải nhớ, đề cho độ tin cậy, tức là đấy là đề cho 1 trừ alpha. Sau này phải tìm alpha, được chưa? Ví dụ đề cho độ tin cậy là gì? 95%, thì em tìm alpha bao nhiêu? 1 trừ alpha bằng 0,95. Ừ, thì alpha bằng. 0,05. Đấy, kiểu vậy, được chưa? Đấy, sau này nhá, đề cho độ tin cậy thì để 100% là mình tìm ra cái alpha thôi. Để tí mình áp dụng công thức nó sẽ có u alpha đúng không? Đấy thì alpha là bao nhiêu thì mình phải tự tìm bằng cái này này. Hiểu nhá. Đó ok. Rồi. Vậy thì mình sẽ đến cái đầu tiên. Mình đã biết nhá, đấy là cứ nói đến độ tin cậy thì 100% là ước lượng khoảng rồi. Nhưng mà ước lượng khoảng cho cái gì thì mình phải đọc thêm trong đấy. Đọc thêm trong đấy. Ví dụ đây là gì? Ước lượng khoảng cho kỳ vọng trung bình hoặc bình quân. Nếu đề nói là gì nhỉ? Cho độ tin cậy như này thì bây giờ khoảng với trung bình là bao nhiêu? Thì chắc chắn nó là cho S rồi đúng không? Đấy, còn nó hỏi bằng phương sai thì mình sẽ dùng cái cho vx, tỷ lệ mình sẽ dùng cái cho f. Đấy. Thì bây giờ mình xem lần lượt. Đầu tiên, đấy đề cứ nhắc đến nhá, kỳ vọng trung bình hoặc là bình quân thì đấy là ước lượng khoảng cho f bằng mu. Và nhá, mình sẽ có ba khoảng, loại nào cũng vậy, chúng ta đều có ba khoảng. Ba khoảng. Vì đề hỏi nhá là mình tìm khoảng nào. Ví dụ nó nói là gì? Tìm khoảng tin cậy đối xứng. Đấy, hoặc là đề chỉ hỏi mỗi ước lượng thôi. Ước lượng cho trung bình ấy, nó không nói rõ khoảng nào thì mình sẽ áp dụng cái khoảng đầu tiên. Đấy. Đây, thì anh có nói rõ đây là nếu n lớn hơn bằng 30 thì mình sẽ áp dụng công thức này. Còn ý, nếu n nhỏ hơn 30 ý, thì công thức vẫn y nguyên như trên, chỉ thay u alpha trên 2 bằng t alpha trên 2 n trừ 1 thôi. Vâng. Đấy, còn bình thường là n toàn lớn hơn bằng 30 thôi. Rất ít câu nào nó cho nó nhỏ hơn 30 nhá. Chỉ có là trong một câu ở dưới nó hỏi là kiểu ban đầu nó cho n là 100 rồi, xong nó hỏi là bây giờ chỉ tính cái những cái người có thu nhập cao thôi, tức là chỉ lấy hai cái cuối cùng thôi. Thì lúc đó mới xuất hiện cái trường hợp là n nhỏ hơn 30. Đấy, tức là rất ít khi nó gặp. Đó, bởi vì rõ ràng cái cỡ mẫu nếu mà nhỏ quá ấy, nếu mà cỡ mẫu nhỏ quá thì nó sẽ làm sao? Nó không đủ, được không? Không đủ để mình có thể xem xét được. Đấy, cho nên ấy, nó toàn cho lớn 30 thôi. Đấy, yên tâm. Đấy. Thì đầu tiên là khoảng tin cậy đối xứng này. Thì nó sẽ như sau. Mình sẽ lấy x ngang trừ u alpha trên 2 nhân s trên căn n. Đấy, bên này sẽ là x ngang cộng u alpha trên 2 nhân s trên căn n. Được chưa? Mình zoom lên cho em nhìn rõ hơn nhá. Đây.
Đối xứng tức là gì? Một bên dấu trừ, bên dấu cộng. Đấy, đối xứng nhau. Công thức là như vậy. Còn ý, nếu mà khoảng tối đa nhá, đề nó cứ nhắc đến là gì? Hãy tìm khoảng tối đa, hoặc hãy tìm giá trị không được vượt qua, hoặc là khoảng tin cậy bên trái, thì sẽ là khoảng tối đa. Đấy, tại sao khoảng tin cậy bên trái là tối đa? Đấy, thì không phải bên trái là trái này đâu nhá. Trái này thì mình lại thấy nó nhỏ thì nó phải tối thiểu chứ, đúng không? Nhưng mà bên trái thì mình phải hiểu, trái là so với cả cái trục số. Nhìn này, bên trái này. Bên trái thì có phải là, ví dụ có một điểm cắt đây nhá. Mình sẽ lấy bên trái của nó thôi, còn bên phải mình loại hết đi. Thì mình thấy đây gọi là điểm gì? Có phải tối đa không? Cao nhất đạt được không? Đấy, thì đấy gọi là tối đa nhá. Tối đa như vậy. Còn tối thiểu nó sẽ là bên phải. Đây, khoảng đi bên phải đây này. Là mình cắt cái bên phải, mình loại hết bên này đi. Thì đây chính là tối thiểu không? Mà khoảng này tức là bên phải, phải nhìn từ bên phải sang. Được chưa? Mình phải nhìn sang bên phải chứ. Đấy, ok. Thì đây, nhớ này. Khoảng tối đa và khoảng tối thiểu ấy thì nó chỉ là lấy từ hai bên này thôi. Được không? Nhưng mà mình thấy là gì? Nhớ, cái khoảng tối đa ấy là mu. Đây là mình xem đây. X bằng mu mà. Mình biết là phân phối chuẩn thì X bằng mu. Thì mu sẽ nhỏ hơn này. Tối đa mà thì nó sẽ nhỏ hơn cái bên này đúng không? X ngang cộng. Nhớ này, tối đa thì mình sẽ lấy bên này. Tối thiểu mình sẽ lấy bên này. Nhưng tuy nhiên là gì? Alpha trên 2 chuyển thành alpha. Đây. Đấy đúng không? Thì mình thấy alpha trên 2 chuyển thành alpha là được. Và đây là gì? Mi nhỏ hơn x ngang cộng u alpha nhân s trên căn n, chứ không phải là u alpha trên 2 nữa. Khoảng tối thiểu thì sẽ lớn hơn bên này thôi. Lớn hơn x ngang trừ u alpha nhân s trên căn n. Đó. Vậy đấy là ba cái khoảng nhá, tùy đề hỏi. Và có một cái nữa ở trong đây nói đến độ chính xác. Độ chính xác thì gọi là epsilon, nó như này này. Được không? Đấy, epsilon bằng đây chính là cái độ chính xác của nó. Tức là mình lấy trung bình mình cộng thêm ấy thì độ chính xác sẽ là cái này. Được chưa? Cộng thêm trừ đi ấy, thì độ chính xác sẽ là cái cộng thêm đó, được không? Đấy, và sau này ấy thì chắc chắn em có thể ghi chú ý luôn một cái, hoặc tí nữa mình chú ý cũng được. Chú ý của mình ấy là như sau. Chú ý, nếu đề nói đến độ chính xác, được không? Đề cứ chỉ cần nhắc đến độ chính xác thôi. Độ chính xác thì 100% phải áp dụng công thức độ chính xác vào là tìm được luôn, xong luôn. Công thức của độ chính xác Rồi, là hiểu. xong. Vậy đó. Đấy, ok chưa? Rồi, U để sẽ cho nhá. U để sẽ cho, không bấm máy đâu, U để cho luôn. Chắc chắn để sẽ cho, được không? Mình thấy mấy cái đề này, cuối đề nó đều là cho này. U bao nhiêu, U bao nhiêu, đúng không? Rồi T bao nhiêu đấy. Được chưa? Ok. Đó. Và bên này cũng vậy này. Nó cũng sẽ cho, đúng không? U này, T này, đúng không? Kiểu vậy. Rồi. Rồi. Thì đấy, đấy là tất cả nhá. À đâu, quên. Đấy là tất cả những cái gì về trung bình thôi. Được chưa? Tất cả những cái gì về trung bình. Đấy, em ghi xong chưa? Em sẽ nói. Ừ. Đấy, đấy là tất cả về trung bình. Rồi anh nghĩ là anh sẽ nói một lèo luôn đi. Trong ghi công thức luôn, trong tí nữa mình vào bài nào có áp dụng. Chứ bây giờ nếu mà chữa luôn thì anh lại phải tìm những câu nào là trung bình, đúng không? Thì nó lộ. Nên tí nữa em tự xác định cho nó dễ. Ok. Thôi. Thì đấy là về trung bình nhá, trung bình. Và tiếp theo này mình sẽ chuyển đến ước lượng khoảng cho Vx, tức là phương sai này đúng không? Nó sẽ bảo là gì? Ước lượng khoảng cho phương sai hoặc độ dao động, độ đồng đều, độ ổn định, độ phân tán, bla bla. À không bla đâu, chỉ từng ý thôi. Đúng không? Phương sai, độ dao động, độ đồng đều, độ ổn định, độ phân tán thì là gì? Ước lượng khoảng cho Vx bằng sigma bình. Thì nhá, mình sẽ có cũng có công thức thôi, ba công thức. Khoảng tin cậy hai phía, khoảng tối đa và khoảng tối thiểu, được chưa? Tên nó vẫn vậy nhá. Để chỉ hỏi ước lượng hoặc khoảng tin cậy thôi thì mình sẽ dùng khoảng tin cậy hai phía. Còn nếu mà đề hỏi khoảng tối đa, tối thiểu rồi hoặc người ta bảo không được vượt qua bao nhiêu rồi, bên trái bên phải rồi thì phải áp dụng đúng không? Khoảng tối đa tối thiểu đó. Đấy, và công thức đầu tiên là mình sẽ xem này. Đây. N trừ 1 nhân S bình chia khi bình phương. Cái này x nhá. X thì em nhớ đây là khi bình phương ấy. Được không? Alpha trên 2. N trừ 1 nó sẽ ở trên này này. Đấy, nó sẽ như sau. Đấy, ký hiệu như thế. Tức là gì? Khi bình phương, đọc là khi nhá. Khi bình phương. Nhớ gặp đâu ấy nhỉ? Khi bình phương alpha trên 2 của n trừ 1, đọc như vậy. Khi bình phương alpha trên 2 của n trừ 1. Đúng không?
của n trừ 1 đọc như thế. Rồi. Đó, còn bên này sẽ là khi bình phương của 1 trừ alpha trên 2 n trừ 1. Yeah. Tiên tử nó vẫn vậy nhá, này khác cái mẫu thôi. Còn khoảng tối đa sẽ lấy bên này, nhưng mà nhớ là alpha trên 2 chuyển thành alpha. Tối thiểu sẽ lấy bên này, đúng không? Tức là tối đa thì nó sẽ nhỏ hơn rồi đúng không? Nhỏ hơn cái bên này và nhớ là alpha trên 2 chuyển thành alpha. Còn tối thiểu thì lấy bên này, tức là lớn hơn cái bên này này. Nhưng alpha trên 2 chuyển thành alpha luôn. Được chưa? Vậy thôi. Đó. Đây. À và ở trong cái VX ý, thì nó không có gì, Không gì. không có độ chính xác. Độ chính xác như anh đã nói rồi, nó phải cộng thêm trừ đi ấy, thì nó mới có độ chính xác đúng không? Như cái này này, cộng thêm trừ đi này. Nhưng mà cái này mình có thấy cộng thêm trừ đi gì không? Không đúng không? Toàn là tích thương thôi thì không có độ chính xác đâu. Đó thì có ba công thức này thôi. Sau khi nó xong ba công thức này thì mình sẽ chuyển đến tỷ lệ. Đấy, thì bởi vì như thế này cho nên ấy là cái bài tập ấy nó mà hỏi về độ chính xác thì nó chỉ vào cái trung bình của tỷ lệ thôi, chứ phương sai làm gì có độ chính xác mà hỏi. Đấy. Ok, và mình sẽ còn đây một cái ước lượng khoảng cuối cùng. Đấy, ước lượng khoảng cho tỷ lệ nhá, để cứ nhắc cái tỷ lệ ấy mà cho độ tin cậy mà nói tỷ lệ thì 100% là ước lượng khoảng cho tỷ lệ. Thì tỷ lệ này mình luôn có một cái F nhá, như đã nói rồi. Tỷ lệ mình đang có phải tính ra cái F trước. F bằng M trên N. Và mình cũng có 3 khoảng và một cái độ chính xác. Chưa? 3 khoảng và một độ chính xác. Đây, khoảng tin cậy đối xứng này. Đề chỉ hỏi ước lượng hoặc hỏi khoảng tin cậy đối xứng thôi. Thì mình sẽ dùng cái công thức này. F trừ U alpha trên 2 nhân căn F nhân 1 trừ F trên căn N. Bên này là cộng, đổi trừ thành cộng. Là xong. Và ngoài ra mình còn có khoảng tối đa tối thiểu. Đấy, như đã nói rồi. Tối đa mình lấy bên này. Nhưng mà chuyển u alpha trên 2 thành alpha. Tối thiểu mình sẽ lấy bên này. Nhưng mà chuyển alpha trên 2 thành alpha. Xong. Độ chính xác thì Ok. đây là cái cộng thêm. Đó thì mình sẽ nếu đề cứ nói độ chính xác là mình sẽ có cái đó. Rồi. Thì và mình sẽ áp dụng cái đó đấy, như đã nói rồi. Đề cứ nói độ chính xác mình áp dụng công thức độ chính xác mình mới làm được. Đấy xong. Thì đấy bây giờ mình sẽ ghi nốt cái này và mình sẽ chuyển đến chữa tất cả những câu liên quan đến cái chương này ở trong những cái đề thi, được không? Ok rồi. Ok. Rồi, vậy thì mình đã xong nhá. Đấy là toàn bộ kiến thức của cái ước lượng, được không? Toàn bộ ước lượng đấy. Cái thì về cái phần thống kê ấy, là nó không khó đâu. Xác suất nó khó hơn, nhưng mà thống kê lại nhiều công thức hơn. Đấy. Nhưng mà mình chỉ cần áp dụng là làm được, còn xác suất phải nghĩ. Rồi, thì đây. Mình sẽ chữa tiếp nhá. Câu 3, câu 4, câu 5 ở đây, được không? Câu 3, câu 4, câu 5 ở cái đề ngày 7 tháng 7 năm 2023. Đó, mình chữa nốt 3, 4, 5 này. Và bên này nữa, đề kỳ hè mình cũng sẽ chữa những câu này, được không? Vâng. Ừ. Thì đây, đầu tiên là câu 3 đi. Với độ tin cậy là 95%, khoảng tin cậy đối xứng cho tỷ lệ hộ có doanh số trên 12 triệu đồng. Ok. Nó bảo tìm khoảng gì nhỉ? Khoảng tin cậy đối xứng. Khoảng đối xứng. Tỷ lệ hộ có doanh số trên 12 triệu đồng. Ok, khoảng tỷ lệ đối xứng cho tỷ lệ. Vậy chắc chắn mình áp dụng công thức này rồi. Vâng. Đó. Mà trong đó phải xem nhá, đã có tất cả mọi thứ chưa. F là trên 12 thì mình đã có chưa. Có rồi. Vì trên câu 2 nó cũng hỏi là doanh số trên 12 mà. Thì mình đã có F ngay từ đấy rồi. Vậy đây chính là F đúng không. Vâng. Đây chính là F. Đấy. Tiếp theo là gì. U alpha trên 2. Thì mình xem đề này nó cho độ tin cậy 95% thì alpha bằng nhiêu? Alpha bằng 0,05. Đúng rồi. Một trừ alpha bằng 95%, vậy alpha bằng 0,05 nhá. 0,05. Vậy u alpha trên 2 là u bao nhiêu? U 0,025. Wow. 0,25 và đề sẽ cho là 1,96. Đây, anh xem này, để cho không? Đây. 1,96, ok. Đấy, làm nhiều nhớ mà. Thôi nhưng mà chắc chắn để cho thôi, cũng chẳng nhớ. 1,96. Xong rồi. F rồi này. F rồi này, U rồi này, N chưa? N là 100 đúng không? Đây, N đây. Có F. Có U. Có N. Lại có người bán hàng gì đây? Em cũng biết là sao nó nhiều thế Cuộc sống. Hồi mà xưa chỗ anh cũng vậy ấy. Kiểu nhưng mà lạnh thế này mà người ta vẫn ra giao hàng à, tại phố này nó đông người nha. ừ.
Sao cho anh cũng vậy ấy, kiểu anh đang quay ấy, đang quay mà nó cứ ai ấy cái bán đề sao anh phải ngồi đợi đi xong anh quay tiếp. Cuộc sống chán thật. Rồi đấy, mình thay vào nhá, f trừ u alpha trên 2 tức là 0,55 trừ 1,96, đóng ngoặc đúng không? Đúng À, quên, không phải đóng ngoặc, quên, f trừ u alpha trên 2 tức là 0, rồi 0,55 trừ 1,96 nhân luôn, không nhân luôn căn f nhân 1 trừ f trừ căn n đấy, tức là căn 0,55 nhân 0,45 ấy và chia cho căn n. Ok đấy, bấm ra xong rồi, đâu có gì đâu đó. Đấy, sẽ thử bấm cùng đi xem sao. 0,55 Em ra là 0,4525. Em cũng ra như thế này nhưng mà làm tròn lên thôi. Ok, 0,4525. Vâng. Để bên trái, còn bên phải là 0,6475. Đấy, xong rồi quay về đúng không? Chuyển đổi dấu trừ dấu cộng là xong. Vâng. Đó. Vậy đây là 0,6475, xong. Đây là đáp án cuối cùng. Đấy, đây, lại được 0,5 nữa rồi, đúng không? Đấy, nó dễ vậy thôi mà. Tiếp theo câu 4.